Hello chào các bạn nhé, rất vui khi các bạn quay trở lại kênh Sơn Jim. Thì tình hình là có nhiều bạn đã có tài khoản ngân hàng rồi, nhưng mà do là lần đầu tiên sử dụng nên là còn vỡ ngỡ, không biết là nạp tiền vào tài khoản như thế nào. Thì trong video này mình sẽ giải đáp cho các bạn nhé. Rồi, để mà nạp tiền vào tài khoản ngân hàng thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cách. Và sau đây mình sẽ chỉ cho các bạn 6 cách đơn giản nhất, thông dụng nhất mà nhiều người hay sử dụng nhé. Rồi, cách đầu tiên đó chính là chúng ta vào thẳng quầy giao dịch của ngân hàng để mà nạp nhé. Tức là các bạn đem tiền mặt vào ngân hàng, vào chi nhánh ngân hàng để mà nạp. Nhớ là phải đem theo chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước công dân nhé. Vào đến đó rồi thì các bạn cứ bảo với nhân viên ngân hàng là các bạn cần nộp tiền vào tài khoản, là nhân viên ngân hàng sẽ đưa các bạn một tờ giấy để các bạn điền đầy đủ thông tin vào, như là họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc là số căn cước công dân, rồi thì là cần nạp tiền vào số tài khoản nào của ngân hàng nào, vân vân. Nói chung là chỗ nào không hiểu thì các bạn cứ hỏi nhân viên ngân hàng, họ sẽ hướng dẫn các bạn rất là nhiệt tình thôi, không có vấn đề gì cả. Đó. Như vậy thì chắc chắn rằng là sẽ có một số bạn thắc mắc rằng là chúng ta cần phải vào đúng ngân hàng mà chúng ta mở tài khoản hay là có thể nạp tại bất kỳ ngân hàng nào cũng được. Thì câu trả lời đó chính là nếu mà vào đúng chi nhánh, vào đúng ngân hàng mà chúng ta mở tài khoản thì là càng tốt, còn không thì cũng được nhé. Bởi vì là nếu bạn vào đúng chi nhánh cùng tỉnh thành mà bạn mở tài khoản thì khi đó bạn nạp tiền thường là sẽ được miễn phí hoàn toàn nhé, không phải mất phí nạp tiền nhé. Còn trường hợp mà các bạn vào một chi nhánh khác để mà nạp tiền, khác tỉnh thành, thì dù là cùng một hệ thống ngân hàng, có nghĩa là các bạn mà vào Agribank để mà nạp tiền vào tài khoản Agribank chẳng hạn, thì vẫn phải mất phí từ 0,01 đến 0,06% nhé, tùy từng ngân hàng nhé. Và số phí tối đa cần phải đóng được quy định tại các ngân hàng là từ 1 triệu cho đến 2 triệu tùy vào từng ngân hàng. Rồi, còn đối với trường hợp mà các bạn vào một ngân hàng khác để mà nạp tiền, ví dụ như là các bạn vào ngân hàng Vietcombank để mà nạp tiền vào tài khoản ngân hàng quân đội chẳng hạn thì cũng được, nhưng mà cũng sẽ phải mất một khoản phí từ 0,01 đến 0,06% tùy từng ngân hàng. Tóm lại thì việc nạp tiền vào tài khoản ngân hàng tại quầy giao dịch của ngân hàng, dù là cùng hệ thống ngân hàng hoặc là khác ngân hàng, thì cũng rất là đơn giản thôi. Tuy nhiên thì trong trường hợp mà các bạn nạp tại một chi nhánh khác thuộc tỉnh thành khác hoặc là ngân hàng khác so với tài khoản mà các bạn nạp tiền vào, thì nếu mà các bạn cần nạp với số tiền lớn và chịu mức phí quá lớn thì các bạn có thể cân nhắc lựa chọn các hình thức nạp mà mình sẽ giới thiệu tiếp theo nhé. Rồi, cách thứ hai để mà nạp tiền vào tài khoản ngân hàng đó chính là nạp bằng thẻ tại cây ATM nhé. Thì hiện nay đã có một số cây ATM thế hệ mới hiện đại hơn hỗ trợ việc nạp tiền tại cây ATM luôn, không cần phải vào quầy để mà nạp, rất là tiện lợi. Nếu mà bạn nào mà sống gần những nơi mà có cây ATM thế hệ mới này thì các bạn có thể vào đó để mà nạp tiền nhé. Tuy nhiên thì đối với những máy ATM thế hệ mới này hiện tại vẫn chưa có nhiều, mới chỉ được bố trí ở một số nơi ở các thành phố lớn mà thôi. Do vậy nên là không phải chỗ nào cũng có để mà nạp tiền. Như vậy thì làm thế nào để mà chúng ta có thể nhận biết đâu là cây ATM thế hệ mới có hỗ trợ nạp tiền? Thì đối với những cây ATM thế hệ mới hỗ trợ nạp tiền này thì sẽ có đánh dấu riêng. Ví dụ như là cây của Agribank có ghi chữ là CMD, còn cây của MB Bank có ghi CGM, cây của Vietinbank ghi là CRATM, Techcombank thì ghi là ATM thế hệ mới, TP Bank thì là Live Bank, vân vân. Đó, mỗi ngân hàng sẽ ghi một kiểu như vậy. Hoặc là các bạn có thể tự mình kiểm tra rất là đơn giản bằng cách cho thẻ vào, sau đó các bạn nhập mã pin xong, nếu như có thể xuất hiện tùy chọn là nộp tiền hoặc là trên cây của Agribank là gửi tiền, thì có nghĩa là cây ATM đó có hỗ trợ nạp tiền. Đó, rất là đơn giản như vậy thôi. Tuy nhiên thì hiện tại hầu hết là các cây ATM này chỉ hỗ trợ nạp tiền vào tài khoản cùng ngân hàng thôi nhé. Ví dụ như là cây của Agribank thì chỉ hỗ trợ nạp tiền vào tài khoản Agribank thôi, không hỗ trợ nạp tiền vào tài khoản ngân hàng khác. Đó là như vậy. Cái này là trừ cây Live Bank ra nhé. Với cây Live Bank hiện tại có ở ngân hàng TP Bank thì rất là hiện đại rồi, hỗ trợ nạp tiền vào cả tài khoản ngân hàng khác. Rồi, đó chính là hình thức nạp tiền thứ hai. Tiếp theo đó chính là hình thức nạp tiền thứ ba, đó chính là nạp qua bưu điện. Với bưu điện thì gần như là hỗ trợ chúng ta chuyển mọi thứ, trong đó là có hỗ trợ luôn cả việc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng nhé. Rất là đơn giản thôi, các bạn cứ đem theo chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước công dân cùng với tiền mặt vào bưu điện để mà nạp, họ sẽ tiến hành chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng cho chúng ta. Các bạn chỉ cần đợi vài phút hoặc là chậm thì vài tiếng, tiền sẽ tinh tinh vào tài khoản ngân hàng của chúng ta. Gửi qua bưu điện thì phí cũng khoảng vài chục nghìn, nói chung là cũng không quá thấp lắm.
Rồi, hình thức nạp tiền thứ tư đó chính là bạn có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền của Viettel để mà nạp. Đối với dịch vụ chuyển tiền của Viettel cũng hỗ trợ nạp tiền vào tài khoản ngân hàng, các bạn chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân ra cửa hàng hoặc là điểm giao dịch của Viettel để mà nạp tiền thôi. Các bạn cũng đợi vài phút hoặc chậm thì vài tiếng là tiền cũng sẽ vào tài khoản ngân hàng. Phí thì cũng mất khoảng vài chục nghìn. Thậm chí là Viettel còn hỗ trợ cả việc nạp tiền tại nhà, tức là sẽ có nhân viên đến tận nhà để mà thu tiền mặt sau đó là chuyển vào tài khoản ngân hàng cho bạn, cực kỳ là tiện lợi. Các bạn có thể cài ứng dụng Viettel Pay để mà sử dụng, chuyển và nhận tiền tại nhà, rất là tiện lợi nhé. Rồi, đó chính là hình thức nạp tiền thứ tư. Hình thức nạp tiền thứ năm đó chính là chúng ta có thể nạp thông qua các công ty khác. Hiện tại có nhiều công ty, nhiều cửa hàng bán lẻ kiêm luôn dịch vụ chuyển tiền, ví dụ như là Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động, FPT Shop và rất nhiều cửa hàng điện thoại di động, các công ty chuyển phát nhanh. Do đó là các bạn cũng có thể qua đó để mà chuyển tiền, nạp tiền vào tài khoản ngân hàng nhé. Thủ tục thì cũng rất là đơn giản thôi, các bạn cứ đem theo chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước đi là được, thậm chí là không cần cũng được, nhưng mà cứ đem đi cho chắc nhé. Rồi, hình thức nạp tiền thứ 6 đó chính là các bạn có thể chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng khác sang. Có nghĩa là các bạn mà có tiền trong tài khoản ngân hàng khác thì các bạn có thể chuyển sang, hoặc là các bạn mà không có nhưng mà bạn bè hoặc là người thân của các bạn có chẳng hạn thì các bạn có thể nhờ họ chuyển cho, rồi các bạn đưa tiền mặt cho họ, họ cũng đỡ phải ra cơ ATM để mà rút, đôi bên cũng có lợi thôi. Việc chuyển khoản này thì chúng ta có thể thực hiện cùng hoặc là khác ngân hàng đều được nhé. Phí thì rất là rẻ thôi, thậm chí là hiện tại rất là nhiều ngân hàng đã hỗ trợ chuyển khoản miễn phí cả cùng và khác hệ thống ngân hàng, cho nên là cách này là một cách rất là tối ưu. Tuy nhiên thì phải có ai đó có tiền trong tài khoản ngân hàng để mà nhờ bà kiểu vậy. Rồi, trên đây chính là một số cách nạp tiền vào tài khoản ngân hàng mình nghĩ rằng là thông dụng nhất, phổ biến nhất hiện nay. Và các bạn hãy tự xem xét xem là mình phù hợp với hình thức nào, các bạn ở gần những địa điểm nào thì các bạn có thể lựa chọn hình thức nạp tiền sao cho phù hợp nhất, thuận tiện nhất. Nếu mà các bạn ở gần chi nhánh ngân hàng mà các bạn đã mở tài khoản thì các bạn ra đó là tốt nhất nhé, sẽ được miễn phí chuyển khoản. Còn nếu mà không ở gần thì các bạn cân nhắc lựa chọn các hình thức khác nhé. Đối với các hình thức khác thì sẽ phải mất một khoản phí vài chục nghìn. Đối với những người mà đi làm công ăn lương thì có thể là vài chục cũng là một khoản tiền lớn, cần nên dành dụm để mà tiết kiệm. Như vậy thì làm sao để mà có thể biết được các bạn có gần chi nhánh ngân hàng nào hay là điểm giao dịch nào để mà có thể nạp tiền hay không? Thì về địa chỉ các chi nhánh ngân hàng, địa chỉ bưu điện, địa chỉ các điểm giao dịch Viettel hay là địa chỉ Thế Giới Di Động, địa chỉ FPT Shop và v.v. thì các bạn đều có thể tra cứu trên Google hoặc là Google Maps nhé. Rất là đơn giản thôi. Rồi, ok, video này mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu cảm thấy hữu ích thì các bạn hãy cho mình xin một like nhé. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký, sau đó nhấn vào biểu tượng hình quả chuông để theo dõi video mới nhất, thú vị nhất từ kênh Sơn Gym nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.